Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm chuối nếp nướng ăn với nước cốt dừa nha. Chuối nếp của ngày hôm nay mình chia sẻ thì cực kỳ giòn và nếp ở bên trong thì mềm nha, ở ngoài giòn vàng và chuối vừa chín tới rất là ngon luôn. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay và muốn tìm cái cách làm chuối nếp nướng đơn giản và nhanh gọn lẹ nữa thì hãy theo dõi cách làm của mình đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 400g nếp. Nếp này thì mình ngâm cỡ khoảng 6-7 tiếng nha. Nhanh nếu mà tiện nữa thì các anh chị ngâm qua đêm. Và trước khi ngâm qua đêm thì chúng ta sẽ cho vô cái nếp này một chút xíu muối để cho nó không chua nha. 400ml nước cốt dừa, 30g bột bán. Bột bán này thì các anh chị và các bạn có thể tìm mua ở Bách Hóa Xanh hoặc những cái chỗ tiệm bán đậu đường. 30g đậu phộng, chuối chín nè. Chuối ở đây thì mình sử dụng có tầm 1 ký đó mọi người. 1 ký chuối nha. Và khi mà nếp mà mình đã đãi sạch lại với nước rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây một muỗng cà phê muối và mình trộn đều lên trước khi mà mình mang đi mình hấp. Rồi sau khi trộn đều rồi thì mình sẽ mang đi hấp nhé. Đối với cái phần nếp này thì mọi người cũng có thể bỏ vô nồi cơm điện mình nấu cho nó nhanh. Nhưng mà gia đình của mình có cái nồi hấp này thì mình bỏ vô mình hấp luôn. Rồi mình sẽ để những cái lỗ hổng để cho cái phần hơi nó lên cái nếp để cho cái nếp của mình nó chín nhé. Mình đậy khăn vô để cho hơi nước nó không có rơi xuống nếp và làm cho nếp của mình bị ướt. Rồi mình sẽ hấp ở đây nha. Trong lúc đó thì mình quay lại chuối thì mình sẽ bóc vỏ ra. Mình sử dụng cỡ tầm 1 ký, một cái nải chuối cỡ khoảng 1 ký á. Thì mình sẽ bóc ra, bóc vỏ ra. Chuối thì mọi người nên sử dụng những cái dòng chuối xiêm, chuối sứ hoặc chuối có độ ngọt và không có bị chát thì nó sẽ ngon hơn. 70g đường. Mình sẽ bỏ vô đây để cho cái phần chuối này nó thấm đường. Thì khi mà mình nướng á, thì nó sẽ ngọt sâu hơn. Và nó ở bên trong nó sẽ đỏ đỏ khi mà mình nướng á. Rồi mình đảo đều lên cho cái phần đường này nó thấm vô chuối. Trong lúc đó thì mình sẽ quay đi và mình sơ chế tất cả nguyên liệu còn lại. Bột bán mình đã rửa sơ qua với nước rồi. Mình sẽ bỏ vô nước và mình tiến hành mình luộc thôi. Mình nên rửa bột bán qua với nước trước khi mà mình luộc thì như vậy thì cái bột bán của mình nó sẽ không bị chua ha. Mình thấy hơi ít nước nên mình cho thêm một chút xíu nữa. Rồi bây giờ thì bột bán của mình đã luộc được một khoảng thời gian rồi đó. Bây giờ mình quay lại thì mình thấy bột bán của mình nó còn có một cái tim trắng nhỏ ở trong nữa thôi là đạt rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp nha. Tại vì nó quá nhỏ nên mọi người không nhìn thấy quá. Mình sẽ luộc cho tới khi nào mà cái bột bán còn cái tim trắng nhỏ ở trong ha. Bây giờ thì mình sẽ mang đi mình rửa sạch lại với nước lạnh. Quay lại thì mình sẽ nấu nước cốt dừa nè. Cho vô 300ml nước cốt dừa. Vừa nãy mình sử dụng 400 đúng không? Mình chừa lại 100 nha. Hoặc là mọi người cũng có thể nấu 350 cũng được. 1,5 muỗng canh đường. Mình cho vô đây luôn. Mọi người có thể nấu 350ml nước cốt dừa nhé. Mình chừa lại 50ml nước cốt dừa cũng được. Rồi sau khi mà mình cảm thấy đường nó đã tan rồi thì mình sẽ cho thêm 1/3 muỗng cà phê muối nữa. Và một muỗng canh bột bắp mình hòa tan với nước. Thì giờ mình sẽ khuấy đều vô cái nước cốt dừa này để có tạo độ sánh. Lúc này thì các anh chị và các bạn có thể nêm nếm lại coi nước cốt dừa của mình đã có vị ngọt và vị mặn chưa. Nếu mà có rồi thì mình sẽ cho cái bột bán vừa nãy mình luộc vô luôn nè. Quay lại thì cái phần nếp của mình nó đã tương đối gần chín rồi đó. Mình đã hấp được một khoảng thời gian rồi. Thì chúng ta sẽ mở nắp ra và mình sẽ cho nước cốt dừa vô. Và mọi người thích ăn cái nếp này béo thì mọi người cho nhiều ha. Đó, ở đây thì mình cho cỡ khoảng 30ml đó. Nước cốt dừa thì mình sẽ trộn đều lên để cho cái phần nếp nó béo hơn khi mà mình nướng. Khi mà cho nước cốt dừa vô rồi thì mình sẽ đảo đều lên nhé. Nước cốt dừa đã đều thì mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh đường nữa để cho cái phần nếp của mình nó có cái độ ngọt. Đảo đều lên thêm một lần nữa và chúng ta sẽ đậy nắp và mình hấp tới khi nào cái nếp này nó chín nha. Rồi sau khi quay lại thì mình đã thấy rằng cái nếp của mình rất là khô ráo đó mọi người. Và cái hạt nếp nó đã nở bung ra rồi. Lúc này thì mình đã thấy rằng cái nếp đã chín.
Và muốn biết rằng nếp chín chưa thì chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách này nhé. Mình sẽ lấy một ít nếp và mình bóp vào như thế này coi nó đã chín chưa. Nếu mà chín rồi thì mình sẽ lấy ra ngoài nhé. Và chuối mình đã ướp đường được một khoảng thời gian rồi nè. Nước cốt dừa cũng đã sẵn sàng. Nếp thì mình đã để hơi nguội một chút xíu. Tại vì mình để hơi nguội thì mình bó với nếp á, thì với chuối thì nó dễ hơn. Nước cốt dừa mình có chừa lại một chút xíu đó. Rồi, đây là những cái lá chuối nè. Mình sẽ chia thành lá chuối có khoảng gần một gang tay. Và một ít lá chuối mình ấy ở trên đầu chuối ha, nhỏ nhỏ, mình xé thêm những cái miếng nhỏ nhỏ như thế này nữa nè. Rồi sau khi mà mình xé lá chuối ra rồi thì chúng ta sẽ mang đi của mình trần qua nước nóng. Và cái nước này mình tận dụng cái nước vừa nãy mình hấp nếp á, mình trần luôn cho nó tiện. Mình trần lá chuối qua như thế này thì cái lá chuối của mình nó rất là dai và mình gói nó sẽ không có bị lụng đâu. Rồi bây giờ thì mình sẽ chắt cái nước đường vừa nãy mình ướp chuối á, nó sẽ ra cái nước đường ha. Mình sẽ chắt cái nước đường này mình tận dụng luôn. Và chúng ta sẽ cho cái nước cốt dừa vừa nãy mình còn lại mình để vô. Và khi nào mình gói mình nắm chuối thành những cái nắm rồi á, thì chúng ta sẽ quét một cái nước cốt dừa này lên cái bề mặt nếp ha. Để cho cái nước cốt dừa này nó sẽ tạo một cái độ bóng và cái độ béo ở ngoài cái phần nếp này. Rồi mình sẽ tán đều cái nếp ra ngoài cái túi zip này. Mọi người không có túi zip thì chúng ta cũng có thể rạch cái bịch ni lông ra cũng được. Đó, mình không nên nướng quá nhiều nếp thì cái nướng quá nhiều nếp thì ăn nó lại không ngon và nó sẽ bị cứng ha. Mình sẽ ấy vừa phải thôi, chàn ra vừa phải và mình đặt chuối vô nè. Bây giờ thì mình sẽ túm gọn hai đầu lên. Mình nắm cho chắc vô. Và nếu mà hai cái đầu của chuối mà nó hơi nhiều nếp thì chúng ta sẽ ngắt lại bớt. Mình gói cho thật là chắc tay vô nhé. Mình ém nếp vô chuối cho thật là chắc tay. Nè, hai cái đầu này nó có hơi nhiều nếp thì chúng ta sẽ ngắt bỏ. Và mình sẽ túm gọn hai đầu vô để cho cái chuối của mình nó tròn trịa hơn. Và sau khi mà mình định hình xong rồi, chúng ta sẽ quét thêm một cái lớp nước cốt dừa vừa nãy mình làm á. Mình sẽ quét lên cái chuối này ha, trước khi mà mình cho vô lá chuối. Và cứ như vậy thì mình làm lần lượt cho tới hết cái số nếp và chuối của mình chuẩn bị là được. Rồi, mình nắm định hình lại và mình sẽ quét thêm một lớp nước cốt dừa ở ngoài cái nếp này và mình sẽ gói vô lá chuối nha. Lá chuối thì mình sẽ đặt cái miếng nhỏ vô hai đầu của chuối và miếng to thì mình sẽ cuốn tròn vô như thế này. Do cái máy của mình đặt cái góc hơi cao nên mọi người nhìn không rõ quá. Rồi, sau khi mà mình đã gói chuối xong rồi thì chúng ta sẽ định hình vô. Mọi người thấy không ạ? Thế mình gói nè, chỉnh chu, rất là chỉnh chu luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đặt vô cái lò nướng thủy tinh này mình nướng. Mọi người cũng có thể nướng bằng lò thủy tinh nè, lò nướng thường nè. Ngon nhất là mình nướng bằng lò than nha. Do gia đình của mình không có lò than nên mình làm bằng cái cách này cho nhanh. Rồi, mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ ở đây là 200 độ C và mình nướng trong vòng 15 phút nhé. Do là cái lò nướng thủy tinh này nó chỉ có lửa trên thôi, nên là khi mà 15 phút sau thì chúng ta sẽ lật cái chuối này lên lại để cho cái phần nếp nó chín đều. Đó mọi người thấy không ạ? Nướng được một lúc thì lá chuối bắt đầu héo rồi nè. Đó, mình chở đều ha. Mình chở đều lên cho tất cả các chuối nó chở mạch để cho nó vàng đều. Mọi người thích á, thì mọi người có thể nướng cho lá chuối này nó khô luôn. Nhưng mà do mình thích ăn cái nếp nó giòn hơn thì mình sẽ gỡ cái lá chuối ra bớt. Và bây giờ thì mình sẽ nướng thêm một khoảng thời gian nữa để cho cái phần nếp này nó vàng và nó có cái độ hơi giòn giòn ở ngoài thì chúng ta sẽ ngưng nhé. Đây là những cái chuối nếp của mình đang nướng trong lò nè mọi người thấy không ạ? Nếp nó đang là khô và cực kỳ bóng luôn á. Ngon lắm. Với cái cách làm này thì các anh chị sẽ cảm nhận được cái nếp ở ngoài hơi giòn và ở trong thì nó sẽ mềm nha. Và chuối thì rất là ngọt bùi luôn đó. Đây, những cái bánh chuối nếp nướng của mình đang bắt đầu vàng lên rồi nè.
Và sau một hồi nướng thì mình đã được những cái thành phẩm chuối nếp nướng rất là hấp dẫn nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra ngoài và mình sẽ cắt ra mời các anh chị và các bạn thưởng thức cùng với gia đình của mình ngày hôm nay với món chuối nếp nướng ăn với nước cốt dừa tuyệt ngon cú mèo luôn á. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm chuối nếp nướng. Nếu mà các anh chị các bạn thấy video ngày hôm nay hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Mức của Vợ nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn các bạn vào những video tiếp theo.